quý vị đến với kênh YouTube Ngủ Nhà Lô Phố Mắc Hôm. Trong số mới nhất lần này, chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình chị Ngọc tại Nghệ An. Đây là một mẫu nhà mái bằng với thiết kế 2 tầng. Nếu quý vị yêu thích cái mẫu nhà phố thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Hiện tại, kênh YouTube Mẫu Nhà Phố Mắc Hôm đã đăng tải khá là nhiều video về các mẫu nhà phố với đa dạng mẫu mã, cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính để quý vị có thể dễ dàng tham khảo. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com hoặc là trang fanpage công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắc Hôm để có thể cập nhật những thông tin về chương trình khuyến mãi cũng như là những xu hướng mới trong thiết kế và thi công. Mắc Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắc Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắc Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắc Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắc Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắc Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Trên màn hình quý vị là ngôi nhà của gia đình chị Ngọc tại Nghệ An. Tương tự như nhiều mẫu nhà phố, công trình này được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại đơn giản. Công trình này là sự kết hợp của những hình khối vuông vức mang đến cảm giác chắc chắn. Tiền sảnh của công trình được tạo hình ấn tượng với những gam màu như là màu xám, màu trắng và màu nâu. Diện tường ở tầng 1 được ốp gạch granite tạo điểm nhấn. Loại gạch này có khả năng kháng nước, chống trầy xước rất là tốt nên hoàn toàn phù hợp với phần ngoại thất. Với độ sáng bóng vốn có của mình, gạch granite mang đến vẻ sang trọng cho không gian ngoại thất. Để tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho công trình, các kiến trúc sư của Mắc Hôm đã sử dụng gỗ nhựa cho hệ lam trang trí và diện tường xung quanh cửa sổ. Bên cạnh đó thì đá chẻ cũng là điểm nhấn ở công trình này. Để đảm bảo an toàn cho khu vực ban công thì chúng tôi đã thiết kế lan can ban công sắc hộp. Với thiết kế tối giản gồm những thanh sắt thanh mảnh và màu ghi thanh lịch, lan can ban công đã góp phần toát lên vẻ hiện đại của công trình. Đèn ngoại thất cũng được bố trí ở nhiều vị trí như là cột trần, mang đến ánh sáng giúp cho công trình trở nên lung linh hơn khi về đêm. Đồng thời thì thiết kế đèn ngoại thất cũng đã góp phần tôn lên đẳng cấp không gian sống. Cửa chính của công trình được làm từ chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính. Gỗ lim là loại gỗ quý có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại gỗ tự nhiên khác. Nó có khả năng chống cong vênh, co ngót và mối mọt. Hệ thống cửa đi và cửa sổ được làm từ chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Nhôm sinh pha thuộc top 4 loại nhôm tốt nhất trên thế giới hiện nay. Loại vật liệu này thì bền đẹp, chắc chắn, không hoen gỉ, cách âm và cách nhiệt tốt. Chân công trình được ốp đá chẻ với hình dạng cua ghề nhất định. Đá chẻ đã tạo được hiệu ứng tốt về mặt thị giác và đồng thời thì nó góp phần hạn chế tình trạng trống trong rêu, ẩm mốc và hạn chế sự tấn công của côn trùng. Còn đây là góc nhìn thấy được phía trên cũng như là phía sau của công trình. Trên mái thì chúng tôi đã đặt vào thép nước và thái dương đăng. Phía sau thì có một khoảng tường chúng tôi không xây bích kính mà thay bằng những song sắt. Vì đây là khu vực phơi quần áo nên thiết kế này sẽ giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp quần áo nhanh khô hơn. Công trình này nằm ở hướng Tây Bắc, có kích thước chiều ngang là 8m, chiều sâu là 14,24m, diện tích sử dụng của công trình rơi vào khoảng 210m2. Công trình của gia đình chị Ngọc được thiết kế với hai lối tiếp cận, một lối tại vị trí sảnh chính, một lối tại cửa hậu. Việc thiết kế nhiều lối tiếp cận đã mang đến sự thuận tiện cho quá trình sinh hoạt. Tuy nhiên thì khi bố trí cửa chính và cửa hậu, quý vị cần lưu ý tránh để cửa chính và cửa hậu thẳng hàng nhau. Bởi vì theo quan điểm phong thủy thì điều này sẽ gây thất thoát nguồn năng lượng tích cực. Năng lượng vừa vào chưa kịp lưu thông đến các khu vực khác đã thất thoát hết ra bên ngoài. Tầng 1 gồm có phòng khách, căn phòng này được thiết kế với diện tích là 23m2. Phòng khách cần phải đảm bảo được sự sang trọng và lịch sự. Đồ dùng, vật dụng cần được bố trí với số lượng và kích thước hợp lý, tránh bố cục chồng chéo. Thông thường thì phòng khách nên được đặt ở vị trí trung tâm của căn nhà bởi vì đây chính là nơi có nhiều vượng khí nhất. Đi vào trong thì chính là khu vực bếp ăn có diện tích 19m2. Khu vực này gồm có một hệ tủ bếp hình chữ L và một bộ bàn ghế ăn. Trong mỗi ngôi nhà, phòng bếp ăn được xem như là linh hồn, tạo điều kiện vun đắp tình cảm cho các thành viên trong gia đình.
Và theo phong thủy thì việc giữ cho không gian bếp sạch sẽ cũng sẽ góp phần đem đến may mắn cho cả gia đình. Phòng bếp phải luôn sáng sủa và thông thoáng để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Ngoài ra thì để giúp cho không gian căn phòng trong lành, chúng ta có thể bố trí thêm những chậu cây xanh nho nhỏ. Tầng này có một khu vực sinh hoạt riêng, đó là phòng ngủ số 1. Đây là phòng ngủ master với diện tích không gian ngủ nghỉ là 12,5m², nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 4,5m². Đối với những phòng ngủ cá nhân, tùy vào giới tính và độ tuổi, mỗi phòng ngủ sẽ có phong cách riêng. Để có được một giấc ngủ ngon thì chúng ta cần chú ý đến vị trí kê giường. Đầu giường thì nên đặt tựa lưng vào tường và đặt đúng hướng đúng mệnh với chủ nhân của căn phòng để đảm bảo mang đến nguồn năng lượng tràn đầy. Tầng này có một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích là 3m². Bên trong nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung thì gồm có toilet và sân tắm đứng. Lavabo thì được bố trí ở bên ngoài. Với thiết kế này, khi có nhu cầu làm sạch tay thì chúng ta có thể di chuyển đến cuối nhà và không cần phải mất thời gian di chuyển vào bên trong nhà vệ sinh, khá là tiện lợi. Khu vực cuối cùng của tầng 1 là một gara ô tô được thiết kế với diện tích 16,8m², tương đối rộng rãi. Khu vực gara ô tô được đảm bảo an toàn nhờ vào một cửa cuốn. So với các loại cửa thông thường, cửa cuốn giúp tiết kiệm diện tích, đóng mở tự động nên không tốn nhiều công sức. Loại cửa này có mức độ an toàn cao, hạn chế được tối đa tình trạng trộm cướp. Di chuyển lên tầng 2, các khu vực chức năng được bố trí về hai bên, mở ra hành lang giao thông ở giữa nhà. Vị trí đẹp nhất tầng này là nơi đặt phòng thờ. Căn phòng này có diện tích là 11m². Để đảm bảo sự riêng tư và tôn nghiêm cho nơi thờ tự, thì chúng tôi đã bố trí cho khu vực này một cửa kính thiết kế trượt, ngăn cách với trục giao thông chung. Từ vị trí phòng thờ thì chúng ta có thể đi ra ngoài khu vực ban công rộng đến 9m². Thiết kế ban công mang đến không gian sinh hoạt, vui chơi và đồng thời thì đây cũng là nơi lưu thông không khí, gió, tạo nên khoảng không gian thư giãn lý tưởng cho cả gia đình. Phần diện tích còn lại thì dành cho 3 phòng ngủ và khu vực sân phơi. Phòng ngủ số 2 có diện tích không gian ngủ nghỉ là 13m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 3m². Căn phòng này có lợi thế view đẹp khi sở hữu một cửa sổ mở tầm nhìn về khu vực phía trước của ngôi nhà. Phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 đồng diện tích 12,5m². Trong thiết kế giường ngủ thì đầu giường nên đặt hướng về vị trí các tường cho gia chủ, không nên đặt giường ngủ đối diện với nhà vệ sinh. Khu vực sân phơi được thiết kế với diện tích 11,5m², rất là rộng rãi. Khu vực cuối cùng của tầng này là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 4,5m². Công trình có chiều cao tính từ cách không không là 9,5m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,6m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,3m và chiều cao của tầng tâm là 2,6m. Xem qua một chút về mặt cắt 22 của công trình. Ở những vị trí tô đậm thì sẽ là nơi đổ bê tông cốt thép. Quan sát kỹ hơn tại khu vực nhà vệ sinh và ban công thì quý vị sẽ thấy tại đây chúng tôi đã thực hiện hạ cốt sàn. Việc hạ cốt sàn tránh được tình trạng nước chảy ngược ra bên ngoài, hạn chế tình trạng ẩm ướt và nấm mốc. Bên cạnh đó thì nó còn góp phần đảm bảo an toàn cho những người thân trong gia đình. Ngoài ra thì xét về khía cạnh phong thủy, sàn nhà vệ sinh thấp hơn so với sàn của những khu vực khác sẽ giúp cho tài lậu trong nhà được thông suốt, không khí dễ dàng lưu thông. Tuy nhiên thì thiết kế này đòi hỏi kỹ thuật thi công tay nghề cao, nếu thi công không cẩn thận thì nó có thể khiến cho trần của tầng dưới bị ẩm mốc, gây ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ chung cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Với những ngôi nhà 2 tầng thì chúng tôi xin chia sẻ thêm về chi tiết mặt bằng thang tầng 1 lên tầng 2. Cầu thang chắc chắn là một hạng mục không thể thiếu ở những ngôi nhà cao tầng, đó là phương tiện di chuyển kết nối các tầng lại với nhau. Cầu thang của ngôi nhà này có 21 bậc. Mặt bậc thì được ốp gạch granite đen ánh kim dày 20mm, lan can kính, tay vịn của lim nam phi. Việc sử dụng lan can bằng kính tôn lên vẻ đẹp hiện đại cho công trình. Lan can kính mang đến nhiều ưu điểm như là dễ lau chùi, không bám bụi, mang đến không gian thông thoáng. Với khả năng chịu lực và chịu rung chấn tốt, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng chất liệu này. Xét về khía cạnh phong thủy thì cầu thang không nên hướng thẳng ra ngoài cửa chính, không nên hướng thẳng vào bếp nhà vệ sinh và cầu thang thì không đặt ở trung cung và hạn chế bố trí cầu thang ở trước mặt liền nhà. Bên cạnh đó thì số bậc của cầu thang cũng phải đạt chuẩn là số bậc phải tuân thủ theo công thức 4N+1 theo quan niệm sinh lão bệnh tử, sao cho bậc cuối cùng nên rơi vào cung sinh và tránh rơi vào các cung còn lại. Đó là một số thông tin về ngôi nhà của gia đình chị Ngọc tại Nghệ An. Nếu như quý vị yêu thích mẫu nhà phố hiện đại thì hy vọng rằng mẫu nhà này sẽ mang đến cho quý vị những gợi ý hay cũng như là những thông tin bổ ích. Đối với quý vị đang có nhu cầu thiết kế hoặc là thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Ngoài thiết kế thi công nhà ở thì chúng tôi còn thiết kế, thi công cơ sở kinh doanh và hoàn thiện nội thất. Mọi thắc mắc hoặc đóng góp quý vị có thể để lại bình luận bên dưới video này.
Hiện tại thì Bác Home đang triển khai rất là nhiều những chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn trong năm nhằm để tri ân quý khách hàng, giảm 10% chi phí thiết kế khi ký hợp đồng online, chiết khấu từ 3 đến 8% công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng, nhận ngay CSH125i phiên bản năm 2021, cùng rất là nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công với Bác Home, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.